Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4 mới Global Success và hôm nay tiếp tục với bài số 13 Appearance, ngoại hình, Lesson 2, trang 20. Rồi trong bài này chúng ta sẽ học mẫu câu gì? How old is your father, Mike? How old is your father, Mike? Có nghĩa là bố bạn bao nhiêu tuổi? Bố bạn bao nhiêu tuổi vậy, Mike? He's 40. He's 40, anh ấy. Ông ấy, sorry, ông ấy 40 tuổi. Ông ấy 40 tuổi. What does he look like? Ông ấy như thế nào? Ông ấy như thế nào? Trông như thế nào? He has a roughly. Ông ấy có một khuôn mặt tròn. Ông ấy có một khuôn mặt tròn. Ok. Rồi, nhà máy đọc. Rồi chúng ta đọc lại. How old is your father, Mike? How old is your father, Mike? He's 40. He's 40. Bố bạn bao nhiêu tuổi vậy, Mike? Ông ấy 40 tuổi. What does he look like? What does he look like? He has a rough face. He has a rough face. He has a rough face. Trong bài này các bạn học từ vựng này. Short hair. Short hair. Short hair. Short hair. Short hair có nghĩa tóc ngắn. Short hair. Short hair. Long hair. Long hair, long hair, long hair, tóc dài. A rough face, a rough face, a rough face. Mặt tròn, một khuôn mặt tròn. A rough face, big eyes, mắt to, đôi mắt to. Big eyes, big eyes. Mẫu câu của chúng ta. What does he look like? Hoặc là what does she look like? She hoặc là he has a short. He has short hair, short hair. Ở đây chúng ta không phải nha. He has short hair. She has long hair. She has long hair. He has a rough face. He has a rough face. She has big eyes. She has big eyes. Ok, chúng ta xuống cái bài dưới này. What does he look like? He has short hair. What does she look like? Cái này mặt tròn này đúng hơn. Cái này là a rough face này. A rough face. Đây là big eye này. Big eye. Đây là short hair. Và đây là long hair. Nha, đây là big eyes. Ok. Big eye, a rough face, short hair, long hair. Rồi các bạn qua bài nghe. Các bạn nghe. Đây tóc ngắn hả? Tóc ngắn, tóc dài. Đây mắt to này, đây là big eye này. Đây là short hair này. Đây là long hair. Tóc dài đó, long hair. Đây là mặt tròn là a round face. A round face. Và đây là tóc ngắn là short hair. Short hair. Chúng ta nghe nhé, xem có phải nghe không. Listen to activity 4. Listen and number. 1. What does she look like? She has a round face. A round face. 2. What does she look like? She has short hair. Short hairs. 3. What does she look like? She has long hair. 4. What does she look like? She has big eyes. Big eyes. Em đã nghe xong. Rồi chúng ta qua bài số 5. Chúng ta qua bài số 5 nhé. Đây. Mày hư quá. Bài số 5 của chúng ta này. Look complete and read. Look complete and read. Sao hôi quá vậy mèo? Xuống. Do you have a brother? Bạn có anh trai không, Mai? Yes, I do. Có. What does he look like? He's big. He has a rough face. Do you have a sister, Bill? Bạn có chị gái không, Bill? Yes, I do. What does she look like? She's slim. She has long hair. Cô ấy có tóc dài. Ok, chúng ta tạm dừng lesson 2 tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong lesson 3. Goodbye, see you later.